Sau hot trend lạp xưởng nướng đá đến hoa cúc Vạn Thọ úp mì tôm khiến cư dân mạng lắc đầu ngao ngán. What the hell? Sau lạp xưởng nướng đá hay còn có tên gọi khác là xúc xích Hà Khẩu thì đến lượt hoa cúc Vạn Thọ úp mì tôm là một trend ẩm thực mới nổi trên mạng xã hội. Theo đó, có người tận dụng hoa cúc Vạn Thọ chơi trong dịp Tết Nguyên đán để chế biến thành món ăn như trên mạng xã hội. Rất nhiều người bách nhau thử món ăn kết hợp mì tôm với cây Vạn Thọ khiến dân tình ngỡ ngàng. Cách chế biến đơn giản là hái những bông nhỏ còn non, nụ hoa chưa nở hết, sau đó đem rửa với nước thật sạch. Cuối cùng là úp hoa cùng mì tôm trong nước sôi. Các video về trend này đã thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận. Tuy là hot trend nhưng rất nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết hoa cúc Vạn Thọ cũng có thể ăn được. Một số bạn trẻ cũng đu trend và cho biết món này có mùi rất hăng, khó ngửi. Rất nhiều bình luận cho rằng hot trend này sẽ khó thọ vì sự kết hợp không tạo ra được món ăn ngon. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Theo đông y, cúc Vạn Thọ có vị đắng, mùi thơm, tính mát, có trong thành phần của nhiều loại thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, theo các bác sĩ đông y thì một số người cần lưu ý khi dùng cúc Vạn Thọ. Cơ mà, nhìn người ta ăn ngon thế này, người đi làm lương tháng 5 triệu như tôi có nên thử không nhỉ? Bạn nghĩ sao về chiếc trend ẩm thực kỳ lạ này? Chia sẻ cùng TV Trend nhé! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trend, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.